Những ngày vừa qua, hôn lễ của Justin Bieber và Hailey Baldwin trở thành tâm điểm để ý của giới truyền thông media và công chúng, mặc dù vậy sự trở lại của Selena Gomez cũng lôi kéo sự chăm sóc không kém. Nữ ca sĩ 27 tuổi tạm dừng vận động trong một thời hạn dài để điều trị tâm lý. Thậm chí, đây một năm, Selena đã phải tuyên bố không dùng mạng xã hội để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Hình ảnh tiên tiến nhất của Selena Gomez. Không lâu về trước, cựu ngôi sao sáng Disney khiến cho những fan lo ngại vì tăng cân quá đà và xuống sắc. Những lo ngại cô không thể trở lại vận động thẩm mỹ và nghệ thuật nhanh chóng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, vừa mới đây người mến mộ đã rất có thể thở phào nhẹ nhõm khi Selena Gomez xuất hiện tươi tỉnh và trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Selena vẫn tỏa sáng mặt cho những tin tức đắm vỏi của tình cũ Justin Bieber. Selena xuất hiện rạng rỡ phía bên ngoài một phòng thu ở Los Angeles. Selena Gomez đang tích cực thao tác làm việc với rất nhiều dự án công trình mới, trong những số đó có series phim tài liệu Lee Jin Eun Documented do cô làm nhà sản xuất. Ở tuổi 27, Selena chưa vội tiến tới những mối quan hệ mới, cô đang tận thưởng những chuỗi ngày đơn độc sexy nóng bỏng và làm điều mình thích. Cựu ngôi sao sáng Disney đã lấy lại được tầm vóc sexy nóng bỏng sau một thời hạn dài vắng bóng. Trở lại trẻ khỏe hơn với nhan sắc đỉnh cao, thậm chí có phần sexy nóng bỏng hơn lúc trước. Hiện cựu ngôi sao sáng Disney sở hữu khối gia tài lên tới 60 triệu đô la Mỹ hơn 1.320 tỷ Việt Nam đồng. Ước tính cứ mỗi năm Selena lại bỏ túi khoảng 13 triệu đô 295 tỷ đồng và những con số này không ngừng nhảy dọt theo thời hạn. Selena sở hữu căn biệt thự khác hoàn toàn với bể bơi và bar rộng 668 mét vuông trị giá 3 triệu đô 68 tỷ đồng ở Calabasas, California, ngay trên ngọn đồi Hollywood được tậu vào đầu tháng 4 năm 2014. Selena từng sở hữu một căn biệt thự khác rộng hơn 600 mét vuông, được mua với giá 2,17 triệu đô 49 tỷ đồng, gồm 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và giường cây rộng. Căn biệt thự này được xuất bán cho rapper nữ Ezra Yali và bạn trai vào tháng 11 năm 2014 với giá 3,45 triệu đô 78 tỷ đồng. Ngoài lợi nhuận từ sản phẩm âm nhạc, cô còn kiếm bộn tiền từ những hợp đồng quảng cáo béo bở, phim ảnh và trải qua mạng xã hội. Selena Gomez là cái thương hiệu đảm bảo lợi nhuận cho nhiều nhãn hàng. Selena Gomez sở hữu tài khoản Instagram khủng nhất với 157 triệu lượt theo dõi tính đến thời điểm này. Các thương hiệu phải trả siêu sao trung bình 550.000 đô la Mỹ cho từng tấm hình cô quảng cáo sản phẩm của họ đăng tải Instagram. Selena điển hình nổi bật cho hình tượng đơn độc sexy nóng bỏng của Hollywood. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng vì sinh ra trong một mái ấm gia đình nghèo nàn nên nữ ca sĩ không tiêu xài hoang phí như nhiều siêu sao khác. Song những gì mà cô nàng này tự tạo dựng nên từ hai bàn tay trắng khiến cho nhiều người phải nể phục.